thầy trò huấn luyện viên Kang Woo Kyun đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng vượt qua thử thách lớn vào tối nay. Ở buổi tập ngày 11 tháng 6, một ngày trước trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục được ban huấn luyện bố trí tập ở khung giờ muộn và một giáo án khá nhẹ nhàng với những bài tập tạo sự thoải mái, vui vẻ thay vì rèn kỹ chiến thuật như ở các buổi tập trước đó. Không khí của buổi tập đã toát lên sự tự tin nơi các cầu thủ, cho dù trước mắt họ là một cửa ải đầy khó khăn và một đối thủ được đánh giá có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Trước buổi tập này, huấn luyện viên Kang Woo Kyun đã có buổi họp để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng Tây Á, giúp cho các cầu thủ nắm rõ hơn về đối thủ của mình. Tin vui nhất cho ban huấn luyện U23 Việt Nam lúc này là các trường hợp chấn thương của đội đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân. Ngoại trừ thủ môn Văn Toản hiện vẫn còn đau ngón tay và chắc chắn không thể góp mặt cùng với các đồng đội ở trận đấu với Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 6.